Family Center Practice là nền tảng của phương pháp điều trị tốt nhất trong việc trị liệu trẻ thơ. Đối với một gia đình, khi nhận được phương pháp điều trị tốt nhất này, họ sẽ cảm thấy như họ là một phần mật thiết trong các dịch vụ dành cho con em mình. Đối với chúng tôi, một dịch vụ đặt trọng tâm vào gia đình là dịch vụ công nhận rằng chúng ta đến với nhau như một nhóm. Vì thế, trong khi họ điều trị đặc biệt cho Oliver và xem xét những nhu cầu đặc biệt của em ấy, Oliver cùng cha mẹ em đến với chúng tôi. Với tư cách là người cung cấp dịch vụ chăm sóc cho em, chúng tôi cần biết cách làm thế nào để chăm sóc dễ dàng hơn, để giúp đỡ em ấy và có được thông tin mà chúng tôi cần. Được sự trợ giúp tập trung và gia đình đối với một người mẹ như tôi khiến tôi tự tin hơn, vì chuyên viên trị liệu chỉ ở đó trong một giờ, còn chính tôi, chồng tôi và các thành viên của gia đình tôi mới là những người ở đó suốt khoảng thời gian còn lại. Cũng nên lưu ý đến việc tôi còn hai đứa con khác và những hoạt động mà chúng tôi cần thực hiện để giúp thằng bé phát triển, cũng như để nó học hỏi và tiến bộ trong cuộc sống tự nhiên trong gia đình. Phương pháp điều trị đặt trọng tâm vào gia đình, hiểu được tính chất độc đáo của mỗi gia đình. Điều này có nghĩa là các nhà chuyên môn làm việc với quý vị sẽ đáp ứng các vấn đề liên quan đến nguồn gốc văn hóa và xã hội của quý vị. Một trong những cách dễ dàng nhất để quý vị và nhóm của quý vị tìm được mục tiêu cho con em mình là hãy nghĩ đến một ngày của chúng. Những điều gì xảy ra từ lúc trẻ thức dậy vào buổi sáng cho đến khi chúng đi ngủ vào buổi tối. Mục tiêu gia đình lớn nhất của chúng tôi là quan hệ anh chị em. Con trai tôi, cháu phát triển chậm hơn đứa em gái kém cháu 2 tuổi. Hậu quả là thằng bé cứ gấu ó với em nó hoài. Vì vậy, mặc dù việc cho thằng bé tập đọc rất quan trọng, nhưng thật ra chúng tôi lại thấy việc giúp cháu sống hòa thuận với đứa em của nó mới là cần thiết. Và chuyên viên trị liệu cũng lưu tâm đến chuyện đó. Người này sẽ đến nhà chúng tôi. Vì anh em chúng nó cãi cọ trong xe suốt, cho nên cô ấy cũng ngồi trong xe để xem chuyện gì xảy ra. Cô ấy cùng đi mua sắm với chúng tôi. Đối với những điều thực sự có thể khiến cuộc sống của gia đình chúng tôi trở nên khó khăn, thì cô ấy cũng tới những môi trường đó và cung cấp những chiến lược thiết thực để giúp chúng tôi. Toán chuyên trách về trẻ thơ của chúng tôi đã nói chuyện với chúng tôi về cách giúp Oli có thể ngồi cùng bàn với những trẻ em ở trường mầm non để thằng bé không ngồi tách biệt. Có cần phải có một sự thay đổi nào đó trong một mảng học cụ dành cho môn nghệ thuật để cháu có thể tham gia, thay vì phải cố gắng thích nghi hay không? Không phải để cháu có trải nghiệm riêng biệt, mà cháu là một phần của trải nghiệm đó. Việc hợp tác với các chuyên gia có thể gây khó khăn cho một số gia đình. Không chỉ vì lĩnh vực điều trị từ tuổi thơ ấu, mới mẻ đối với chính họ, mà còn vì trước đây họ có thể đã sử dụng các dịch vụ được cung cấp theo một mô hình chuyên gia, trong đó, người chuyên viên được coi là người có tất cả các câu trả lời. Khi quý vị có được một nhà trị liệu hiểu và tôn trọng kiến thức của quý vị về con mình, viễn cảnh của quý vị về chúng và cách trị liệu đó hiệu quả đến mức nào, quý vị sẽ có cảm giác mạnh mẽ tự tin và điều đó khiến cho quý vị thấy rằng mình là người có giá trị, hiểu biết và được tôn trọng thực sự trong mối quan hệ với nhà trị liệu. Một điều tôi đã học được qua kinh nghiệm của chúng tôi trong 5 năm qua là việc thực sự sử dụng liệu pháp này để đạt được mục tiêu. Việc điều trị không phải là mục tiêu, tham gia trị liệu hàng tuần không phải là mục tiêu. Một trong những lời khuyên tốt nhất mà tôi nhận được từ chuyên viên trị liệu về hành vi của chúng tôi, cô ấy nói rằng vai trò của cô ấy là dần dần tách mình ra khỏi việc điều trị để chúng tôi không còn cần đến cô ấy và có được khả năng để không còn phụ thuộc vào cô ấy hay dịch vụ của cô ấy nữa. Nếu những điều nhà trị liệu yêu cầu quý vị làm mà quý vị không cảm thấy thích làm và quý vị dễ dàng tự biết cách quân bình cuộc sống trong những thói quen hàng ngày của mình, thì đó không phải là một chiến lược có hiệu quả lâu dài cho quý vị. Quý vị chỉ có thể duy trì những điều đó trong một thời gian ngắn. Trên thực tế, chúng ta sẽ phải hợp tác trong một thời gian dài khi giúp đỡ một đứa trẻ khuyết tật. Một trong những mục tiêu chúng tôi đang nhắm đến cho Alex là tăng cường sức mạnh cho tay của em. Chuyên viên trị liệu của chúng tôi đã gợi ý để chúng tôi đến sân chơi, đến các xà đu, đi leo núi, một việc gì đó thực sự thú vị để cả gia đình chúng tôi cùng tham gia. Vì vậy, tôi không cảm thấy mình là người trị bệnh, mà là chúng tôi cùng vui đùa và đạt được kết quả. Nhiều người trong nhóm của quý vị sẽ làm rất nhiều việc đằng sau hậu trường. Vì thế, điều quan trọng là họ cho quý vị biết những gì họ đang làm. Dù rằng đó là việc viết một văn bản yêu cầu cung cấp thiết bị, hay đó là cuộc họp với nhân viên giữ trẻ hoặc giáo viên của trường. Tất cả những công việc này thực sự quan trọng và làm tăng thêm chất lượng dịch vụ của quý vị. Vì
Vì vậy, chúng tôi khá sáng tạo trong cách sử dụng khoản tài trợ dành cho việc điều trị đối với Alex. Một số buổi chỉ được dành cho chuyên viên trị liệu và tôi. Trong đó, cô ấy sẽ hướng dẫn cho tôi cách tôi có thể làm nhiều việc với Alex. Một số buổi khác thì cũng chỉ có tôi và chuyên viên này làm vật liệu. Có thể được dùng để giúp cháu giao tiếp, học đọc, viết, làm toán, hay một số hình ảnh có thể được dùng tại nhà. Phương pháp trị liệu từ tuổi thơ hiểu rằng mối quan hệ trọng yếu đối với con cái quý vị là mối quan hệ mà chúng có được với quý vị. Điều thực sự quan trọng là tất cả những chuyện dịch vụ làm đều nhằm hỗ trợ và củng cố mối quan hệ đó. Một trong những điều tôi nghĩ rằng tôi đã đạt được nhiều nhất từ liệu pháp can thiệp sớm là các nhà trị liệu đã dạy tôi phải có niềm tin vào bản thân, vào kiến thức của tôi về Olive. Điều gì tốt nhất cho cháu và cho gia đình của chúng tôi? Họ cũng dạy tôi tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi và đừng cảm thấy bất kỳ câu hỏi nào là thắc mắc ngớ ngẩn. Họ cũng giúp tôi mạnh mẽ tin tưởng rằng tôi biết tôi đang làm gì và tôi là người hỗ trợ đầy tự tin đối với con cái của chúng tôi. Qua kinh nghiệm về việc nuôi dạy một đứa con khuyết tật, chúng tôi nhận thức rõ và chú ý nhiều hơn về cách chúng tôi có thể phụ trợ tốt nhất cho nhu cầu của tất cả những đứa con. Tôi biết chúng tôi sẽ gặp nhiều rào cản trong suốt cuộc đời cháu, nhưng tôi cảm thấy tôi đã phát triển được các kỹ năng để đạt được kết quả. Tôi biết rằng mình có thể vượt qua bất cứ rào cản nào và sẽ đạt được những điều tốt nhất cho nhu cầu của con tôi.